Xin chào tất cả anh em, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2024 thì em có về thêm được một số loài chim nha. Có chim lớn, chim nhỏ, vẹt con. Bữa nay em có về thêm cốc cà teo, rồi em có về thêm hàng Đà Lạt nữa. Rồi có gì quay đó anh em xem nha. Đầu tiên thì em giới thiệu chim trà màu Indo nha. Trà màu Indo thì hiện tại em còn tầm 20 chú chim trống với tầm 5-6 chú chim mái. Để em quay mẫu cho anh em xem những chú chim trà màu Indo, chim mùa này đang tách đang ra, đang thay lông, cũng đang ra lông đuôi nha anh em. Mùa này thì anh em biết rồi, chim nào cũng đang thay lông, có con ra đầy đủ, có con chưa nha. Đây trà màu Indo nè, đây mấy con này là màu Indo, là con nào cũng ra mồng lông tê hết nha anh em. Hiện tại thì mồng ra chưa có đầy đủ nha. Đây đây, em đứng gần nên em quay nó hơi sợ xíu nha. Đó, trà màu Indo 1,5 củ một con, trống mái đồng giá nha anh em. Ở đây là ba chú chim trống nha, em lại em quay nên nó hơi sợ xíu nha anh em. Đây, từ bên trái qua phải 1, 2, 3, anh em thích nào báo em nha. Rồi ở đây em còn mấy đôi vẹt lớp bớt nè, để đem qua em còn có 3 đôi thôi. Đây đây đây, em còn 2 con chim con tiếp quay nha. Chim gần đẻ nha anh em, lộ không vừa mắt bự con nha. Chim gần sinh sản rồi. Rồi, cũng đôi 1, đôi 2, rồi đôi 3. Đó, anh em kết đôi nào báo em nha. Để bữa em còn con 6 bông nha. Cái bông hôm bữa có cái con nó bị cúm chân á. Đây 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 đây, nó cũng bay nhảy ăn uống bình thường nha anh em. Nó cái bàn chân nó cũng duỗi duỗi đỡ đỡ sơ sơ rồi anh em, nó cũng đi lại nhảy bình thường nha anh em. 100.000 nha. Đó, 3,5 tính 100.000. Rồi cặp thái bông, thái bông là 400 nè, thái tốc độ em còn đôi nha, 400, hai đôi đồng giá luôn, bữa 4,5 để anh em luôn 400 luôn nè. Đây, giá này là em bán tại cửa hàng, anh em ở xa thì anh em lấy đơn hàng dưới 500.000 thì phụ em phí ship ra bến xe nha. Đó, còn anh em mà ghé em lấy nè, 400 đôi này đồng giá nè. Còn loại của Thái khác thì vài bữa em về nha, thấy bông Malai chắc vài bữa nữa em về lại. Còn chim chào màu Nghệ An má trắng má lỡ em cũng đang có nha, hàng tuyển 400 một con nha anh em. Đó, hàng tuyển chọn thôi chứ không phải bậy đấu nha anh em. Đó, tuyển chọn là 400 con nha, solo 250 một con nha anh em, bao trống cho anh em luôn nha. Mấy con này hót lai rai hết rồi. Rồi đây nữa nha anh em. Đó, đây đó, anh em thích ghé em lựa con nào anh em lựa nha. Hồi nãy có mấy con thì em bỏ ra trong trong hộc ngăn á, để cho anh em lựa cho dễ. Còn không là tới trong chuồng này anh em thích nào bắt con đó. Di xanh thì bữa giờ anh em hỏi chim di xanh rất là nhiều, mà em còn chim mái không ạ anh em ơi. Trống cũng đợt này chưa có nha, còn chim mái không à. Rồi yến phụng Hà Lan nè, yến phụng Hà Lan là 400 đô nha anh em. Đó, chim tơ chưa có đẻ nha. Rồi yến phụng trắng rồi vàng em cũng đang còn đây nha. Đây rồi, thì sáng nay thì em có về được một con chèo bẻo đu cờ nha, rớt thấy một lao rồi, còn một lao nha anh em. Con này là 200 nha, nó rớt thấy một lao rồi. Đây mới về đó, còn hơi sợ xíu nha. Rồi chim yến nhung là bữa nay em về 2 đôi nha anh khách. Anh nuôi có mấy con nó biết ăn cám luôn rồi, nó dạng luôn rồi nè. Đó này, hai con hai cặp mới nha anh em, hai cặp mới nha, 300 một đôi nha anh em. Có con đang ra lông đuôi nè, mùa này cũng con nào cũng thay lông rồi, con ra đủ con chưa nha. Rồi cặp chú Indo bữa em còn đôi nè. Đây đây, cặp này là 500 nha anh em, 500 nha. Rồi gỗ kiến đầu rìu nha, bữa nay em về một đôi gỗ kiến đầu rìu nha anh em. Đó, màu cũng rất là đẹp, bông bông rất đẹp nè, trên đầu có cái mái tóc của nó sừng sừng rất là đẹp luôn. Hiện tại thì chim đang tập ăn cám nha, sau cám trộn chung cho nó ăn nha anh em, té luôn. Sáng về em quên, em chưa có gỡ dây thun ở trong cánh đó nè. Anh thợ buộc đỡ đi đường xa cho nó đỡ tung á. Em quên, em chưa gỡ ra luôn nè.
đây đây, có kiến đầu ghiều nha anh em, rồi cua Pháp này, đó cua Pháp này, cua Thái lẻ thì em còn có một con mái trống ở đây, em còn bốn con này đang ra cườm gáy lai rai rồi nè, đó cua mái nha, cua mái mông em còn này, đó cua mái mông anh em ơi, cua mái mông là 600 một con nha, chứ chè bẻ đu cờ hai lao bự giống lộ bự đẹp nè anh em, đó bữa hai con em còn một con nha, nó đứng ở trên kia mà nó xà cái đuôi xuống muốn đụng dưới sàn luôn, em quay gần quá nó sợ nha anh em, móng vuốt đầy đủ nha, em quay gần quá nó sợ thôi, móng vuốt lông lá đầy đủ luôn, con này rất là đẹp, con trống nha anh em, 400 con nha, hai cụm lao khá là dài luôn. Cút hả cô, có gà không cô? Rồi bữa nay Cút Thái về nha, Cút Thái gà che bắt, ngày mai là về thêm gà vảy cá bạc nha, còn gà vảy cá bạc trống ở đây em còn một con nè, 400 con này, gà che bắt tiết nè, bữa còn một con trống nè, với gà vảy cá đồng thì em còn mấy đôi gà vảy cá đồng nha, ở bên này ngày mai là về gà vảy cá bạc nha anh em, có loại lớn loại nhỏ, gà vảy cá đồng ở đây 600 đôi nha, ngày mai về bạc nha anh em. Anh em chờ em xíu để em ra mấy con cút, mấy con gà che bắt em quay tiếp nha. Cua lùn ở đây em có hai con mái nha anh em, cua lùn ở đây em có hai con mái nè, đó lông cánh thì thiếu một xíu nha anh em, đây hai con mái 400 nha anh em, hai con mái 400, cặp trong mái 450 mày này, hai con mái không à, ở đây cặp gà vảy cá đồng bự hơn nha anh em, 700. Rồi hút mật để em quay sơ lại hút mật cho anh em, năm màu với hồng đen nha, bữa nay em về có năm màu với hồng đen, năm màu bụng trắng thì 100.000, còn năm màu bụng hồng đen là 150, Đà Lạt bụng trắng ăn cám bột rồi anh em, đang cám bột rồi đó, em tính cho anh em giá như chim ăn cá mướt luôn, 200 một con nha. Sóc pháo đây cũng đang tập đó, mổ cắm hạt nè, hạt bể là mổ nè, 200 một con nha, khi nào ăn cắm hạt cứng thì em bán giá khác nha, còn đang ăn cắm bột bể nha anh em, đó có con tơ có con trưởng thành, ngày mai em về thêm nữa. Rồi tuổi trẻ nè, tuổi trẻ cũng có con tơ có con trưởng thành, 200 con. Rồi sắc nhật 200 đôi nha, sắc nhật 200 đôi. Rồi chim ngũ sắc, chim ngũ sắc là 450 một đôi nha anh em. Vẹt anh vũ em còn mấy đôi vẹt anh vũ nha, đây chim ăn trái cây ăn bắp dễ nuôi nha, cái này là 350 một đôi nha anh em, này dạng nè. Rồi gà mới về đây anh em ơi, gà trẻ bắt đây anh em, đó đây bữa nay em về được 5 đôi nha, 5 đôi nè, nhốt đỡ trong cái chuồng hồi nãy có gà vảy cá bự luôn nè, anh gà này anh hiền, đồng giá luôn 600 đô nha anh em, chống máy nha, ở đây có con máy nè, con máy màu trắng nè, dưới hồi nãy em còn con trống trắng hồi nãy đó. Rồi gà thấy em còn con trống nha anh em, gà thấy em còn con trống nha, đây 300 con anh em ơi, đó đẹp nha, bữa em gả con máy rồi. Rồi cuốn thái đây anh em ơi, đó cuốn thái hay còn gọi là gà rutin nha anh em, đó 100.000 đôi nha, gà nhỏ nhất thế giới anh em. Rồi bữa nay em có một bé quạ thông nha, quạ thông Á Âu nha, chim này chim lớn rồi nha anh em, đây con này con lớn rồi nha anh em, con này là 300 nha, màu sắc đẹp nha, 300 một con nha, về cho ăn cám với sâu trộn cho nó ăn nha anh em, nha anh em. Rồi con này hót mấy trước giọng mấy con chim khác nó hót hay nè, rồi mình nuôi lâu có thể dạy nói nó được, có con lớn thì có con nói con không nha anh em, hay xui nha, còn hót thì con nào cũng hót hết trơn á, màu sắc rất là đẹp, 300 con nha. Rồi chầm màu núi em còn hai con chầm màu núi nha anh em, em còn hai con chầm màu thơm, em còn con chầm màu thơm nha, hàng bảy đấu nha. Rồi màu núi thì cái con đẹp ở 200, còn con lông số 6 thì xấu hơn xíu là 150 nha anh em, thay lông á anh em.
Rồi anh em nào ở Sơn Ca, bữa nay em mới về thêm Sơn Ca nha, Sơn Ca miền Trung nha. Sơn Ca miền Trung thì lông màu sáng hơn ở trong này. Đây chim mới về thì sâu cám trộn cái nang, nang hạt kê hạt cỏ được nha anh em. Đây dòng này hót rất là hay nha, 250 một con, lông đẹp nha. Bữa nay như vậy lông đẹp không à, ở lông mùa này nè, Sơn Ca ra đuôi đầy đủ nè, lông bứt rượt nè đó, 250 một con nha anh em, bao trống nha. Rồi manh manh nhật tí em về tiếp nha, ở đây em còn ở đây cũng 10 đôi, tí nữa em về thêm nha anh em. Bể màu châu Âu thì bữa nay em còn chim trống không à, hết chim máy luôn rồi, trống không. Manh manh này manh manh dâu, ở đây em còn con trống màu vàng nè đó, đẹp nha, trống vàng là 800 nè, trống màu lưng xanh thì 600 đó. Manh manh dâu này anh em ơi, rất là đẹp luôn nha, manh dâu thì 250 một đôi nha. Chuồng này chuồng chim trống nè, dâu tây đỏ đỏ bông bông này cũng ăn hạt kê luôn nè, đó hạt kê nè, dễ nuôi, hót hay nữa, manh manh này nó hót hay nha anh em. Trong này Indo nè đó, trong này Indo này, trong này có máy trong này nha anh em. Cứ bông cốt thì bữa nay em về có hai con trống không à, đây em về chim trống thôi, 450 một con nha anh em. Rồi cứ bằng má nha, cứ bằng má chim đã hót rồi nha anh em. Đó có con thay lông đang ra đuôi, có con này thì chim tơ hết nha, tất cả chim tơ hết nha anh em. Con này lớn tuổi hơn nè, con này bị kẹt đau chân lúc người ta gỡ vào cho em á, nó kẹt đau đau cái chân nè. Con nguyên này là 1,8 triệu nha, con bút đầy đủ. Còn cái con mà đau đau cái chân để cho anh em luôn 1 triệu nè. Đây con này 1 triệu nha, con này đuôi bự xè luôn nè, con này lớn tuổi hơn nha. Đó chim hót hết rồi nha anh em. Rồi đây nữa nè, đây họng đen nè, đó họng đen đuôi trẻ nè. Rồi 150 họng đen tơ, 150 con nha anh em. Đó đang chỗ ra đen đen rồi đó, mới về ăn cơm ướt. Rồi đây bộ hút mặt 5 màu nha, đây mới mua của anh khách, chim này khách nuôi cũng tầm 6-7 tháng rồi, hót rồi. Đây nguyên bộ về chim về lồng luôn, đó bán chim tặng lồng cho anh em luôn 300 nha. Rồi có chim bổi ăn cơm hước thì 100.000 nha, lộ bụng vàng á. Con này là chim nuôi lâu rồi, này 300. Rồi bây giờ em quay sóc con nha, đây sóc con, sóc đất con nha. Bữa nay em về được có một cặp lớn với có một con cái lẻ. Đây này là ăn rành rồi nè, mấy con này là ăn rành rồi nha anh em, sóc đất nè. Đó ở bên này có con nhỏ nhỏ hơn xíu nha. Đây cái gặm chuối ăn rồi, về cho uống sữa thêm nha anh em. Đó con lớn cũng về cho uống sữa thêm cho nó khôn nha. Này mấy con này mở mắt hết rồi nha, đó mới vừa mở mắt hết rồi nha anh em. Hôm qua anh em nào hỏi sóc mà sóc con mà mới mở mắt à. Đây bữa nay em về nha, 300 đô nha, lớn nhỏ đồng giá luôn, 300 đô nha anh em. Rồi còn sóc bay Úc em cũng đang còn nha, màu xám màu trắng em cũng đang còn nha, chích cồ Barbie nha, chích ré thì em cũng đang còn luôn nha. Đây bự đẹp luôn nha anh em, đó đó chích cồ, nay để cho anh em là 450 một đôi nha, đó để giá rẻ cho anh em luôn. Rồi chích ré là 300 đôi nha anh em. Rồi đây vẹt con nha, để em quay vẹt con anh em xem. Vẹt con thì em còn cái bé này em gả rồi, khách đặt rồi, em còn bé này. Mấy bé này cũng đang tập ăn màu xanh xanh xám trắng trắng nè. Đó bé đây đang tập ăn kê nha, em còn hai bé. Rồi em còn bé này nữa, đó mấy bé xám xám đầu vàng cổ vàng nè. Rồi 800 một bé nha anh em, 800 một bé nha. Đó đang tập ăn hạt kê rồi, đang tập ăn rồi. Rồi cốc cocktail để em quay cocktail nha, đây là cocktail nè. Rồi đẹp chưa anh em, quá đẹp luôn, vẹt cocktail nè. Chiều là em có về vẹt cocktail Lutino vàng trắng chim lớn nha, có chim sinh sản gần đẻ, có chim tơ có luôn, chiều em về. Rồi hiện tại thì em có chim con nha, hiện tại em có chim con nè, đó đẹp chưa, Lutino nè, đó mập Uno của nàng. Cái này chim sinh sản tại Việt Nam nha anh em, nên giá nhẹ mát hơn tí, 1,2 triệu nha. Hôm bữa nhập chim Thái 1,4 triệu con. Còn này chim Việt Nam nè, đó mập Uno của nàng luôn, 1,2 triệu một bé nha.
đó, không khác gì chim Thái, cũng bự đẹp như nhau. Quen chim sinh sản Việt Nam thì quen với khí hậu Việt Nam, ok luôn. Mập 1,2 triệu một bé, tặng anh em một gấu bột màu xám, có má cam luôn nè. Đó, con nào cũng có cái mồng nha, màu xám là 1,000 một bé nha anh em. Đó, đẹp chưa, quá đẹp luôn. Mấy con này nuôi hót làm trò rất là giỏi nha, có nhiều con mình nuôi nó dạy nói được, có nhiều con không biết nói nha, vẹt nốt qua teo, có con biết nói anh em. Có nhiều anh em loại này bảo không có biết nói, mà khách em từng mua ở em là có nuôi đã biết nói rồi. Đó, khứa quýt gió hót nha anh em, đang thay lông nha. Đó, chim bổi lỡ thôi, chim bổi lỡ gió thổi lông xù xù lên quạt gió mạnh. Đó nè, đưa tay em qua qua này, hót đó không. Đó, gió thổi quá lạnh đó, coi chân lên đây, bình thường nha anh em, chân giò là bình thường nha anh em. Gió thổi lông nó xù xù lên, với chim cũng đang thay lông. À, bé này nè, 2,000 một bé nha, bé khứu này là 2,000 một bé nha anh em. Đó, cũng tương đối dạng. Rồi tiếp theo là chim Vàng Anh nha, sáng nay em về một cặp ring chống mái nha anh em, con mái bên này nè, con trống bên này nè. Vàng Anh, chim trưởng thành rất là đẹp nha, đây màu vàng, đó màu vàng nhiều hơn màu đen nè, đó rất là đẹp ha. Cặp chống mái nha anh em, 700 đô nha, sâu đỏ nha, sâu xanh em hết rồi, em còn sâu đỏ hơn 40,000 con. Rồi miếng mắt vàng 150 con nha, miếng mắt vàng. Khoáng đôi cục mày trắng 200 con. Hỏa tiễn 250 con nha, hỏa tiễn trống nha. Đây mi mắt vàng nè, há đôi cục mày trắng nè, tiểu mi nè, đó tiểu mi trống nè. 450 con bé, 400 nha anh em. Đây rồi Hồng Anh em còn con nó bị đau mắt rồi, 200 để anh em, con này là 50 nha, bị đau một con mắt, còn một con mắt bình thường, mổ ăn bình thường nha anh em, đau con mắt bên phải rồi còn mắt bên trái. Rồi chè đất này có con đẹp nha, 120 nha. Đây chè đất này. Rồi chim huyết cô và nghệ em còn có một con trống nè, trống đẹp nha anh em, đây 60,000. Rồi chim bảy màu đang lên màu. Đây chim tơ đang chỗ ra màu nha. Cái con bên phải này lông lên đẹp hơn, dạng hót nhiều, mấy con này hót hết rồi nha. Chó la ôm sùm. Đây cái bộ bên phải là 500 nha, lồng inox mấy lồng mới hết nha anh em. Bộ bên trái là 400 nha. Đây, ở bên kia em còn bộ mặt 5 màu nè. Ở mấy con này là chim ăn cám hót hết rồi nha. Bộ 5 màu này là 300 nha. Bộ 5 màu này là 400 nè, bộ 5 màu này là 400 nha anh em. Bộ 5 màu này là 300 nha. Rồi anh em yêu thích lộ nào alo em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem được clip mới nhất nha. Đây, nhiều khi em không có qua trên YouTube kịp á, về ít chim hay là em có con gì mới thì ít thì em đăng lên TikTok nha. Anh em có thể theo dõi trên kênh TikTok em. Cảm ơn anh em nha.